Thưa quý vị mới đây, cống tiêu nước trên kênh thủy lợi Ngàn Chuôi, Cẩm Trang đã gặp sự cố khiến nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh bị ngập sâu từ 0,3 đến 1,2 mét, nhiều tài sản bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã xác định rõ nguyên nhân, xử lý triệt đề và thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân. Cụ thể, từ ngày 12 tháng 7, hàng chục hộ dân tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra ngập úng do sự cố trong quá trình cấp nước tưới tiêu. Theo người dân địa phương, nước liên tục lên vào hai ngày qua Đến 3 giờ 30 ngày 12 tháng 7, mực nước dâng cao hơn, tràn vào nhà, khiến họ không kịp di chuyển đồ đạc. Ngập lụt làm nhiều tài sản, vật nuôi bị ngập trong nước. Nhiều thiết bị điện như máy lọc nước, tủ lạnh, quạt điện, xe máy bị nước ngập làm hư hỏng. Chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân cũng đã đến hỗ trợ, giúp di chuyển, kê dọn tài sản lên cao để tránh thiệt hại. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, nước bắt đầu rút dần. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị chuyên môn đã kịp thời tiến hành các biện pháp nhằm hạ thấp và tiêu thoát mực nước, giảm thiểu ngập úng thiệt hại cho người dân. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc được xác định là do một số cống tiêu của kênh ngàn chơi, cầm trang không có gioăng cao su nên đóng không kín. Khi mực nước cốt trong kênh tăng lên, nước chảy qua các cống tiêu này tràn vào nhà dân, ruộng lúa gây ngập. Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo khắc phục hậu quả, đánh giá lại nguyên nhân và tìm phương án xử lý triệt để. Đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương khơi thông các dòng chảy để tiêu thoát nước ngập úng nhằm giảm thiệt hại cho người dân bên cạnh đó phối hợp với các hộ dân bị ảnh hưởng tổ chức kiểm đếm thống kê lập danh sách các tài sản bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân